Rồi, em xin chào toàn thể tất cả anh em đam mê đến với kênh kẹo của Ngọc Trinh PCB. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại 0829411281 giúp em. Thì lưu ý bên em là kẹo bên em là không kiểm, không xem hàng. Anh em tin tưởng thì anh em đặt hàng, mà em không tin tưởng có thể đi số khác. Bên nhà em chuyên tất cả mẫu kẹo chì từ 4.5 đến 6.35, hàng đều đẹp, chất lượng, không viêng, ổn định luôn cho anh em. Đấy, số điện thoại em có Zalo, anh em muốn kết bạn muốn xem mẫu thì kết bạn Zalo số điện thoại này giúp em. Còn anh xem thì bỏ ra 1-2 phút xem hết video, nhưng phải nhớ đăng ký kênh giúp em. Đấy, bỏ ra 1-2 phút xem đăng ký kênh, like video. Thì hàng bên em thì ông mới về mẫu cricket. Đấy, cricket này thì nói thật ra là mẫu này là mẫu chuẩn bao trụ cho anh em 90m anap C2. Đây là cricket. Còn hàng rẻ bên em thì em vẫn cung cấp hàng rẻ. Hàng rẻ bên em là hàng 350.000 một ký. Loại này thì em chưa bao cước vận chuyển. Đấy, em chưa bao cước vận chuyển tùy theo vùng miền của anh em. Hàng này thì đều đẹp, chất lượng, không viêng, ổn định luôn cho anh em. Đấy, đều đẹp, chất lượng, không viêng, ổn định. 10 viên như một. Đấy, loại hàng này hàng mẫu rẻ nhất bên em. Đấy, loại này thì bao test cho anh em 5-60m, ổn định luôn cho anh em. Đấy, đảm bảo chuẩn chất lượng. Anh em nhìn anh em biết nhá, đều đẹp, chất lượng, không viêng, ổn định luôn. Đấy. Thì 10 viên nó như một, cam kết luôn cho anh em là như vậy. Đều đẹp, không viêng, ổn định. Đấy. Anh em nhìn này anh em biết nhá. Trải nghiệm thử thì xem biết ngay chất lượng như thế nào. Đấy. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu cho anh em là mẫu kẹo cricket. Cricket bên em thì loại này thì 90m anap C2 và hơn 100m cỏ. Loại này thì bán cực kỳ ổn định, với nhiều mẫu cành, từ cành Việt Nam kéo đến cành nhập. Đấy, thì mẫu này nói thật ra thì em chỉ cam kết cho anh em là không viêng, mềm, đều. Đấy, mềm và đều, không viêng. Đấy, đúng kích thước, đảm cam kết cho anh em là như vậy. Còn ngoài ra thì bây giờ phải do kích thước cành của anh em đặt như thế nào, đúng không ạ? Đấy, chất lượng cực kỳ ok. Còn hàng salon thì nhà em vẫn bán đầy đủ tất cả mẫu từ 4.5 đến 6.35 anh em nhé, từ 4.5 đến 6.35 hàng salon. Thì hàng salon này thì nhiều anh em bảo là đẩy cái loại này đi lặng nặng cành, nhưng loại này thì ổn định mới tức là loại cành, tại vì hàng này là hàng nhập nên là anh em yên tâm, hàng chuẩn chất lượng luôn cho anh em. 10 viên như một, đấy là lý do. Còn thật ra ấy, hàng này anh em phải chơi được, anh em chơi thử trải nghiệm thì mới biết cái tác công dụng của nó như thế nào. Còn bên nhà em thì nói thật ra là nói quảng cáo anh em nào cũng hay, nhưng vấn đề là kẹo nó phải chuẩn và chất lượng nó như thế nào, do anh em căn chỉnh nữa. Cấu hình cao thì bắn cực kỳ lét luôn. Đấy, sờ lung. Đấy, thì đấy em quay cho anh em là như vậy. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Nhớ bên nhà em là kẹo không kiểm, không xem hàng. Anh em tin tưởng thì đặt hàng, không tin tưởng có thể đến khác. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.